mà nó
bơm á thì chỉ cần gì nè, nó chảy đồng 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 luôn, nếu mà bơm chích gì á, còn đó chị để đây. Mặt nó đường kêu sao? Bơm vô đây, cái này giờ chị mà bơm nó mất cái này sao? Chị bơm vô nó mất cái lỗ này sao? Cái lỗ hả? À, bây giờ chị mà cầm cái nhíp gì đó, chị chích vô, bơm vô thì nó bể, thấy không? Còn này cái lớp này là lớp đó đám vôi nè, tô vôi nè, nó chịu sợ nó thâu chứ. Bộ này là hơi bị ngon nè. Bộ này nè đó. Đó, đó nè. Mình xé vô. Đó. Chỗ này mà gì mà nước đường nước cộ gì đây. Đó. Đó nó đặc luôn chứ. Chỗ này coi. Cái này ông rừng chứ. Ông nuôi sao được vậy? Đây sao phong bì được ông nuôi ông rừng. Ông nuôi nó làm một cái về vuông. Nhiêu gỗ vậy? Ký, bán ký. Ký à? Ừ. Ký anh. 400.000 ký à. Còn được nhiêu được. Thì chắc chắn nó tầm cỡ nửa lít thôi. Gà nhiều lắm. Mua nhà mua gà nhiều lắm. Gà xịt cũng ghê mà. Ừ. Để nó tự bung, nó máy rồi nó tự bung. Nó xịt đúng rồi. À, cái này phấn hoa này giúp nữa em tách ra cho để dành ăn thử đi, nó bùi nó ngọt mình, nó có cái mật nữa, ngon lắm. Ăn nhiều lắm. Bình thường cầm mũ cỡ bự cái này ăn không nổi đâu. Tí mũ xay hả? Xay xay không xay. Mũ này đúng ngon nè. Nó nhẹ, nó mặt này nó thơm cực kỳ. Đây, đó. Nè, ổ nào ổ nấy nhìn nè. Còn lá luôn đó. Tự nhiên luôn á, đó, nè. Lấy được bao nhiêu lít? Dạ. Dạ này thì không biết, hên xui nó nằm trong ổ mà. Thì độ khoảng nếu mà 1 kg thì tầm nửa lít anh chị. Em dắt nói chung cái kiểu này là thấy nhiều nè. Chút nữa đổ cho cai biết liền à. Dạ đây đây. Chú rồi biết rồi. Chị đang cầm quay gì hả? Dạ cái gì đó, chị dí vô cái này là được. Trời ơi. Cầm quay gì đó các bạn. Cứ xuống. Rồi chị lấy đây cũng là chứ. Mặt gì trời ơi. À, ở trong cái cây á ha. Dạ. Đầu nó làm bằng cái cây, cái này là cái cây á, nó đóng từng cái cây nè. À nãy giờ mình cắt bị lộn chiều hay sao ấy trên á chi mà ở hàng chi nào cũng trên lâu quá. Mày quen cường hả? Dạ không, không quen cho mẹ mà. Đây này cây gai nè, hơn á. Mua này mà sợ nữa thôi chứ em không biết thôi sao luôn. Không mua vậy chắc ăn nhất thì sợ gì nữa. Bao nhiêu nửa lít rồi, lít rồi. Dạ thì đó em mới ký không à. Mình đăng ký ha, dạ, đăng ký bằng cái này luôn hả? Dạ, dạ. Về quăng túi lạnh nó mà đông là vừa thiếu quá. Để ngăn đông mình không có đông đâu nha, mình đang ngăn mép là nó đông đó. Gì hả? Dạ, nghĩa nó không phải đông nhưng mà nước nó nhỏ vô á. Có mật luôn, cứ để dùng luôn này. Chứ bình thường em dắt nhà em phải vuốt cho nó, để cái cây cho tróc lên trên mặt nhỏ từ từ xuống. Đó, để bán gì hết là bao nhiêu? 800 2 kg.
thì bán theo ký thôi à, nói chung có ký đó thì cái này ký luôn hả? Dạ đó con ở đây luôn hả? Dạ đúng rồi, ý là mua viên viên ổ mà. Dạ dạ nè đó coi đi uống không có phấn luôn đúng ngon. Dù mình mua ổ mua ổ này thì được lợi được cái này này thấy không? Này để dành mình cũng ăn luôn hả? Dạ ăn luôn, không bỏ vậy chỉ bỏ cái cây thôi. Cái đây ăn luôn, cái đây ăn luôn hả? Ăn luôn gì nữa, nói chung là không bỏ gì hết á. Ăn không hay là sao? Ăn không thôi. Cái này mà hút hạt tiêu hả? Hạt tiêu nướng vẫn rành chứ gì? Này ha. Dần. Cái tàn ông kia kìa, cái tàn còn nhộng kìa, cái nhộng kìa, con này ăn cũng ngon nè, ba ta bắt đầu mặt như cái mặt mình phá vậy, tao vừa ăn nổi dục dục cũng hết mặt rồi, cái xong mình vẫn say hả? Ờ say ăn nhiều quá say hả? Ngủ tầm 3 tiếng gì á tỉnh á, có người không không chịu thì nó bị dị ứng, nó nổ đỏ 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 mặn như dưỡng như vậy đó. Để ý cô nãy giờ cái chuyện một lần đó đầy đâu không phải sợ cái lỗ này nó ấy này em cứ để như vậy mặn nó keo bung riêng cái ổ mày là không có bơm gì luôn hết á. Mặt trong rồi coi nó chặt mấy cái này không cái mụn trước nó bụng nó đi luôn. Lớn quá, buồn mặt ông về ha. Sáng mà ba với nước nóng uống tự mặt lên. Ba với cái nè. Đâu, ba chanh. Chanh miếng chanh nặng chanh vô. Còn không thì cứ để nguyên vậy pha miếng hầm hầm á. Uống thôi. Chanh đó mình cho chai vô uống cả. Chai với chai gì, với chai không? Mặt mùa này cứ mua đi chứ vài bữa là mua vô mùa đào là nghỉ không có đi đâu. Ông đào mà nó không có để không nó đóng đường luôn, chứ ông đào đó nó đi hoa đào á tầm cỡ Tết, ăn Tết xong rồi là nghỉ, nghỉ thì 3 tháng. Cái mùa đó trên đó không biết nó đóng bằng gì, trên đó mỗi khu mỗi khác à. Còn trên em là mùa đó nó bắt đầu đào á, cái cây đào bình thường á. Bắt núi anh hay là bắt dưới cái bàn? Khu tiền á, biết tiền không? Tiền là cái khúc mà chỗ cái đất tài nhôm lên. Trời ơi. À kêu. Trời quá ngon. Này là có tí phấn. Màu đỏ là gì? Phấn hả? Phấn cái kiểu nó vàng sạch sạch. Kía á. Ở dân đi ông thì kêu ké, còn mình dân trên mạng nó kêu phấn hồ. Phấn hồ cái chỗ nó bán luôn á. Chỉ cho mình. Hả? Chỉ cho mình không ta. Sao mặt ta? Không. Mình vô mình để mình có chỉ khó chứ không phải luôn. Ta lên cho mũi kiếm tới nó đi quanh đi mặt thôi. Thì cơ bản này tự nhiên thì tốt cái này thì tốt cái khác không? Đó, cái đó có hồ đó nữa em cắt rồi cho. Trước giờ mà cái điểm để ngay đầu giường của ta nó có tao bú luôn. Ăn này bố hả? Độc lắm. Thì đó, nữa em thấy cho. Đừng kêu nha chị Lý. Đó, nãy giờ mặt cũng đã mà về chặt này non hơn nãy non dạ, thôi hả? Cái này nếu mà dắt vô là mặt nó chua nè. Dạ. Dắt với ít thì nó không sao, nhưng mà dắt nhiều quá là nó bị chua mặt. Nên em dắt em biết cái chỗ nào nó bị ké thì tách ra.
chợ Hữu Tình Đào. Ví dụ như đêm đi tầm cỡ 3 nhà thì tầm cỡ 3 tiếng đi không có nhiều đâu, một người đi ngon nếu mà ý là đi mái trời. Ừ, đi người ta đi thôi, còn mình đi theo thì chủ yếu quay kiếm lời chứ không làm gì hết đấy. Thì nó đi mình thu lại cho nó. Nói chung thì có kiểm soát thì nó không coi chừng lẫn vô mặt người ta ghiền cho bữa sau ta kêu với tấm mặt nó bà ra chợ. Nào ra chợ. Đó hai chai đó lít đó thì sạch chưa, bắt đi bắt cái đây cho nãy chào quần nãy đâu quần cái kiểu nữa có kiểu không đổ trong bị đi không để thử lại cho đổ trong bị đâu chút cái đầu bị vô đây nè không được. Do đi ổ này đi ổ kia vậy không đầu nó bể nó chảy thì đó mình rốt vô luôn khỏi mất công giác. Gài không dám bớt được đây mà tại sao
thuê lại hả? Rồi. Trời. Này dính hết đầy quá. Mặt nó chảy luôn. Cho mình nó chảy nhiều lắm nha. Coi để nữa kia nó chảy. Vô bánh đi hai. Này. Vô bánh mày. Ủa để đây chưa vô đó hả? Vô mới đây nhỏ thôi. Trời, chị có cái tham không? Chị lấy mấy cái tham đó chị. Đó, nó không chảy là thấy không? Để nó xuống đất gì nó chạy xuống. Đơn giản cho chị để nó. Tự lên còn ít, sợ nó cái khúc này nó hơi ấy nè, nó hơi đỏ nè, tiếp không hơn. Vàng chạnh quá, tùy theo mùa nè, mùa này đó chị nghĩ cái mặt này mình nó gì thôi chứ sao nó thấy được. Đâu, cái chai đâu? Khó lắm á. Có cái kiểu ta. Lấy cái bị em cắt cái đầu chút vô. Được. Bị gì nè, cắt cái đầu này nè chút vô. Có. Ra đây, đứng đây, ngồi đây. Chai sạch chưa? Sạch rồi ạ. Gió. Đâu mà gió. Ở trong bể. Không, từ từ từ. Gió chứ không nãy giờ trúng rồi đó, chứ mà gió nè, thấy không? Trời ơi. Đồ tầm lâm hết này
cả này vô đây luôn nha. Này để dùng nha. Vô đây luôn đi. À vô đây luôn ha. Đó con bật cái chỗ đồ ấy luôn. Để tủ lạnh nha. Để tủ lạnh hả? Để ngăn đông á. Ngăn mát cũng được. Nhưng mà nó hơi đông. Ngăn mát nó sợ nó hư hả? Không, ngăn mát nó hư. Lâu lắm, để nếu mà bình thường cái này có kèo cho nó khô lại dễ ăn mà. Hiểu không? Đúng rồi, để ngăn đông kèo lại thì dễ ăn. Dạ, để kèo lại, cho sợ lại luôn. Cái này bỏ này. Còn đó, để cốc gì là nó còn nhỏ nữa. Cái gì đi. Chung là không có không có gì hết á. Còn con không? Con đâu con? Nè, con nó nè. À. Đây nè. Tặng thu con bỏ dữ nè. Cái cây gai này. Đã hơn. Nói chung là cái nước này là hơn này. Đó, ăn thử cái này nè. Còn mọt luôn. Cái này mà em chắc là em phải tận thu hết á, không có mở gì. Nè, mở thấy không? Còn để ăn cho ngon. Mà móc mắt một xíu mà mất tiền rồi được. Không tiết tiền đúng không? Ở đây luôn. Đây là sáp ăn được luôn. Nè ăn thử đi. À cái này. Quá đã. Đồng tiền nào cũng đó. Để thì nó mang thêm. Đúng rồi. Chấp nhận thôi chứ. Nó vàng ha, vàng đỏ đó. Này ăn ngon lắm. Thấy cái chỗ nó bán á, còn mà không chọn thì lên mình chả biết nữa. Ăn nói chung thấy ngon là được rồi. Bán đồ giống quảng cáo đâu. Mà không biết sao nhiều người ta cũng ngại đến mua trên mạng. Đúng rồi. Cái này là phấn khô nè. Đấy. Còn nhiều mà. Mình bắt này mình phải đeo đồ ấy không luôn. Không chỉ cần đứa thuốc thôi. Cái gì đứa thuốc hả? Phà vô một cái là nó say là nó không cần chích đâu. Vậy hả? Ông này nó cũng hiền. Mà nó chích cũng không sao. Chích nhẹ. Cây này tính ra 7-8 ổ cho nhiều. 7 ổ hả ta? 3, 4, 5, 6, 7, 8 ổ. 8 ổ 2 kg ha. Cái này ổ ăn
mọc nhiều thì nặng. Thì là do kiến nó bung rồi hả? Kiến đen thôi, ừ. Còn kiến lửa nó không dám đâu. Kiến lửa nó không dám bung đó. Kiến mà kiến kiến đen mà kiến nhỏ 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 á. Mà kiến đó nó bị hôi á. Còn kiến lửa đặc biệt nó không tới bung đó không. Rồi cái này mình gom luôn cái tô biết không? Dạ. Yeah. Đó thấy không? Còn lại đặt đi. Mà cái này nó còn nhỏ nữa nha, cái này nè. Rồi cái này nữa nè. Nhưng mà đừng có đổ vô nha. Đổ vô nó có phấn hô á. Ừ, nó chua chua mỡ. Ngon không? Mỡ sạch cho nó sạch luôn. Đừng tịnh. Đâu sạch sẽ. Tổ quá. Ok. Cái này đổ vô được nè. Đây nữa nè. Ok ha. Ok. Rồi cảm ơn nhiều. Chúc cha trò.